Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại đến với chương trình An ninh ngày mới ngày 19 tháng 11 của truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, quý vị thân mến, ngày cuối tuần ở miền Bắc trời rét, đắp chăn ngủ nướng có vẻ sẽ là sự lựa chọn của khá nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên thì cũng giống như những ngày vừa qua, đêm lạnh còn ban ngày nắng lại lên rất nhanh, nhiệt độ tăng lên tới chục độ đến mức 25-26 độ C. Vì vậy mà quý vị cũng đừng lãng phí buổi sáng cuối tuần, hãy ra ngoài và cùng có những trải nghiệm thú vị với người thân và các bạn nhỏ của mình. Vâng, có một điều lưu ý đó là thời tiết khá hanh, cảm giác khô và khó chịu mũi khá là rõ. Quý vị có thể năng đeo khẩu trang hơn, có thể dùng thêm nước muối ấm hoặc là nước muối biển sâu để giữ ẩm cho mũi sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.